Đây, xin chào tất cả anh em đang coi video clip của shop Fashion Lab mình. Mình xin gửi chào thân ái đến tất cả các anh em đang xem video. Thì các anh em có thể thấy mình đang để dưới đây là một sản phẩm nhìn thì khá là khác lạ và có vẻ không liên quan gì đến đồ xe, nhưng mà đúng thật nó không liên quan gì đến đồ xe thiệt. Đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là khá là hot và mới về ở bên shop mình. Nó nằm ở trong những món phụ kiện công nghệ. Trước đó mình có quay những video phụ kiện công nghệ, nhưng mà giờ thì mình ít quay lại. Mình chỉ để những sản phẩm nào hot thì mình sẽ quay thôi nha anh em. Và đây là một sản phẩm mà mình nghĩ khá là hot. Và mình nghĩ các anh em đi chơi du lịch xa cùng gia đình, hay là cần đến những cái gọi là bảo mật đến những cái phụ kiện của chúng ta dùng á, thì sẽ cần đến cái này. Đây là đai khóa số vali đó, anh em có thể thấy đây là cái ổ mật mã khóa số. Và cái dây thì là năm sắc cầu vồng nha anh em, năm sắc thôi chứ không có sáu sắc nữa, không có bảy sắc luôn, chỉ là năm sắc, năm sắc cầu vồng thôi. Và dây thì nó dài khoảng 2 mét đó, anh em có thể kéo ra nữa đó. Anh em có thể buộc cái vali lại được và anh em cài mật mã riêng. Đây, đây là clip giới thiệu và mình sẵn mình hướng dẫn cho anh em luôn. Mình đảm bảo anh em một điều rằng là không có một clip nào chỉ cho anh em đặt cái mật khẩu này ngoài những cái dòng người ta viết ra thôi, chúng ta không có làm video clip. Thì hôm nay mình làm và mình hướng dẫn cho anh em luôn. Thì anh em này, để mình đóng lại nha. Đây là 000, bắt đầu mình gỡ nha anh em. Đó, ra anh em thấy nè, ở trong sau này nè anh em, đó anh em thấy cái lúc này không, anh em có thể đè vô được nha. Đó, lúc này là có thể đè vô được. Đó, khi mà anh em muốn đổi mật khẩu này á, con kết không tới anh em ơi. Đó, anh em ở trong này nè, anh em rời vô có cái nút á, anh em đè cái nút đó vô cho tôi. Đó, đè vô, đè thiệt là chặt nha. Đó, rồi đè nè, bây giờ tôi đổi lên nè. Đó, 111, ok. Đó, bắt đầu nè, tôi đóng lại, ok, tôi đổi lên 0 0 0 lại nha. Ok anh em, tôi không bấm ra được nha. Đó, khóa đó. Bây giờ đổi lại 111 nè, ok chưa, tôi gỡ ra khá là dễ dàng nha anh em. Và anh em nào muốn đổi thì chỉ cần nhấn vào cái nút ở trong này nè, trong này nó có cái nút đó, anh em cứ ịnh vô xong rồi anh em đổi đâu rồi cái số mà anh em thích đó, ok. Và clip chỉ có như đó thôi, và anh em nào thích thì hãy like cho tôi và có thể share thì tôi cảm ơn nhiều. Và anh em nào muốn mua trực tiếp cái sản phẩm này thì có thể đến với địa chỉ 21 Lê Thiên Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, không thì đặt hàng online nha anh em. Đừng quên những link luôn nằm ở dưới phần mô tả.